Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Hà làm video này để hướng dẫn mọi người cách đưa một bảng tin dài lên mục một video dài lên mục bảng tin của Facebook. Ví dụ, lúc mà các bạn muốn treo ở tin, các bạn thấy nhá, tin này độ tiếp cận rất là cao và đang được Facebook ưu tiên. Nhưng khi các bạn muốn đưa video lên tin thì ở đây sẽ có giới hạn, chỉ có 16 giây. Vậy video mình dài 1 phút thì làm sao để đưa lên? Bây giờ Hà sẽ hướng dẫn các bạn một cách rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Đó là khi các bạn có video, ví dụ nhé, Hà có video 30 giây. Thì bây giờ các bạn chỉ cần làm một thao tác đơn giản thôi. Đó là các bạn mở tin nhắn của các bạn ra. Và sau đó các bạn vào một người bất kỳ. Ví dụ đây là nick phụ của Hà chẳng hạn. Thì các bạn mở vào mục hình ảnh. Các bạn chọn video mà các bạn muốn thêm. Ví dụ Hà có video 31 giây. Thì nếu như mà các bạn treo tin bình thường thì chắc chắn sẽ bị cắt xuống còn 16 giây. Như vậy nó không đầy đủ được nội dung mà các bạn muốn truyền tải, thông điệp mà các bạn muốn truyền tải. Mà các bạn chỉ đưa ảnh không á, thì nó sẽ không có cái giá trị bán hàng cao. Và bây giờ các bạn sẽ tích một lần, ấn tay một lần vào đây. Thì các bạn thấy nút chỉnh sửa video không ạ? Các bạn ấn vào chỉnh sửa. Bạn lập trang bán hàng fanpage nhưng đăng bài lên chỉ tiếp cận vài chục người, không có đơn. Đó. Thì khi các bạn nhấn vào chỉnh sửa, các bạn sẽ để ý thấy nhá. Ở phía dưới góc trái, sau phần âm thanh có mục tin của bạn, các bạn thấy không ạ? Các bạn ấn vào tin của bạn. Đó. Nó hiện đã thêm vào tin của các bạn. Như vậy là video dài 30 giây này đã xuất hiện trên bảng tin của Facebook rồi. Nó là treo được treo vào mục tin của Facebook rồi, nó cực kỳ dễ luôn. Các bạn mở Facebook ra và các bạn loát lại, dùng tay kéo trên xuống loát lại một chút là sẽ thấy video của các bạn đã được. Các bạn lưu ý là video 30 giây thì sẽ cần có thời gian để nó loát lên. Thì bây giờ Hà sẽ hướng dẫn thêm một cách nữa, đó là các bạn vào mục trang cá nhân của mình. Thì ở trên trang cá nhân các bạn để ý có ba gạch ở phía bên góc phải màn hình. Các bạn sẽ thấy có mục kho lưu trữ, đúng không ạ? Các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ xem lại được hết tất cả các tin của các bạn ấn vào kho lưu trữ tin. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình treo tin lên Facebook thì trong sau 24 giờ tin sẽ không còn nữa. Vì vậy nhiều lúc mình muốn xem lại cái tin đó và xem lại độ tiếp cận của tin thì các bạn chỉ cần vào đây thôi. Đó, các bạn chỉ cần vào đây, ví dụ nhá, các bạn ấn vào đây. Các bạn sẽ xem được độ tiếp cận. Đó, ví dụ như vậy thì tất cả các cái tin các bạn treo đây, các bạn có thể vào đây xem được hết. Đây là cách lưu trữ tin và xem lại tin của các bạn. Những video các bạn đã làm mà chưa kịp lưu lại thì các bạn vào đây và ấn lưu về. Kho hàng của bạn sẽ sạch tin. Các bạn chỉ cần ấn vào nút 3 chấm trên góc phải màn hình. Các bạn chọn lưu video thì video này sẽ được lưu về điện thoại của các bạn. Đó, rất là dễ. Điện thoại bạn sẽ tinh tinh cả ngày sau khi bạn mua gói công nghệ quảng cáo. Đây là những cái cách mà bên Hà hướng dẫn khách hàng, Hà bán hàng rất là hiệu quả. Các bạn để ý cái cách sẽ là đầu tiên sẽ là hình ảnh thu hút và sau đó sẽ là nội dung bán hàng phía sau. Đó, các bạn muốn được Hà hướng dẫn chi tiết hơn thì các bạn hãy inbox cho Hà nhé. Còn đối với cái cách để mà ra đơn cũng như là những cách khác thì các bạn muốn được hướng dẫn chi tiết và hiệu quả thì các bạn chỉ cần đăng ký phần mềm LikeX bên Hà, là phần mềm phát triển và tiếp cận hàng trăm ngàn khách hàng về kho page, về page của các bạn. Thì video dài 30 giây của Hà đã được đưa lên bảng tin rồi. Đây, tin của bạn đây ạ. Đấy, mới đưa lên. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã đưa lên thành công rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi video này. Chúc các bạn có những đơn hàng trên bảng tin của mình giống như Hà và khách hàng đã áp dụng thành công. Cần liên hệ với Hà qua Facebook Trịnh Thu Hà, Zalo 0986185191 để được hướng dẫn bán hàng đa kênh hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.